nhiều cán bộ kiểm lâm, nộp đơn xin nghỉ việc, sau hàng loạt vụ phá rừng. Chiều 10 tháng 5, ông Phan Tuấn, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Quảng Nam cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều cán bộ ngành kiểm lâm đã nộp đơn xin nghỉ việc. Theo ông Tuấn, các cán bộ nộp đơn xin nghỉ việc với nhiều lý do như sức khỏe và áp lực về trách nhiệm giữ rừng và nhiều yếu tố khác nên anh em đã xin nghỉ trước tuổi. Cũng theo ông Tuấn, hiện lực lượng kiểm lâm địa bàn hiện đang còn thiếu. Quảng Nam có 170 xã nhưng chỉ có 70 cán bộ chuyên trách, còn lại một số thì kiêm nhiệm. Trước tình hình này, chi cục đã xây dựng đề án về nhân lực trong ngành, đề nghị tỉnh có chủ trương tổ chức thi tuyển để tuyển dụng đủ số lượng cán bộ, biên chế theo quy định. Trong khi đó, ông Trần Huấn Phước, Phó phòng tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng, phụ trách chi cục kiểm lâm Quảng Nam cho hay, tính đến quý 1 năm 2018, đơn vị đã tiếp nhận hơn 10 đơn xin nghỉ việc của các cán bộ trong ngành, hiện vẫn đang tiếp tục nhận đơn. Đến ngày 21 tháng 5 sẽ thống kê báo cáo cụ thể lên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trước đó, sau khi liên tục để xảy ra phá rừng trên địa bàn, nhiều cán bộ ngành kiểm lâm cũng đã bị kỷ luật cách chức, cảnh cáo. Trong đó, ông Phan Tuấn, chi cục trưởng, chi cục kiểm lâm Quảng Nam, bị khiển trách về đảng và chính quyền. Ông Huỳnh Ngọc Tân, hạt phó hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam, và ông Trần Lanh, hạt trưởng hạt kiểm lâm, rừng phòng hộ Nam Sông Bung, bị cách chức. Bên cạnh đó, hàng loạt cán bộ kiểm lâm cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo khi để xảy ra phá rừng thuộc lâm phận mình quản lý. Như Thanh Niên đã thông tin, địa bàn Quảng Nam xảy ra hàng loạt vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng. Trong đó, khu vực rừng phòng hộ sông Côn, giáp danh hai xã, Dơ Ngây và Tà Lu, huyện Đông Giang, có 33 gốc cây bị chặt hạ. Với khối lượng hơn 72 mét khối, gồm gỗ trò, xoan đào, chám. Riêng vụ phá rừng trái phép tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung, tại khoảnh 1, khoảnh 3, tiểu khu 335, xã Trà Vài, huyện Nam Giang, có 33 cây lim xanh và một cây xoan đào bị triệt hạ, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 235 mét khối. Mới nhất là vụ phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, huyện Nam Giang, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra. Phát hiện cây tơ mu khủng, khoảng 1.000 năm tuổi. Vườn quốc gia Vũ Quang vừa phát hiện một quần thể tơ mu mới tại độ cao 1.445 mét, giáp biên giới Việt-Lào. Thông tin đáng chú ý trên vừa được ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang thông tin tới phóng viên vào sáng nay, 9 tháng 5. Theo ông Kỳ, trong đợt thực địa, nghiên cứu tại độ cao 1.445 mét thuộc tiểu khu 203, gần biên giới Việt-Lào, gần đây, các nhà nghiên cứu cùng cán bộ của vườn đã bất ngờ phát hiện một quần thể tơ mu mới. Trong đó đáng chú ý là một cây tơ mu có kích thước rất lớn với đường kính đo được đoạn gốc lên đến 2,20 mét, chiều cao gần 30 mét. Sau khi phát hiện, đơn vị đã báo cáo tỉnh, cơ quan trung ương, đồng thời mời chuyên gia về tiếp cận cây tơ mu khủng để nghiên cứu. Bước đầu các chuyên gia nhận định cây tơ mu này có niên đại khoảng 800 đến 1.000 năm. Hiện nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đang phối hợp với nhóm nghiên cứu nói trên để phân tích cho kết quả cụ thể. Thạc sĩ Nguyễn Việt Hùng, chuyên viên phòng khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế, Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, qua kiểm tra, nhóm nghiên cứu chúng tôi ghi nhận sơ bộ, ngoài cây lớn nhất này, quần thể tơ mu vừa phát hiện tại tiểu khu 203, phân bố với mật độ dày và có một số cây lên đến hàng trăm năm tuổi. Cũng theo ông Hùng, tơ mu là loài khó tái sinh, nhưng ở khu vực vừa mới phát hiện, có rất nhiều cây non, vùng này quanh năm sương mù bao phủ, ẩm ướt, nhiệt độ về đêm chỉ 9 đến 10 độ C, nên mức độ tái sinh của loài này ở khu vực này rất cao. Đây được xem là tín hiệu rất tốt cho công tác bảo tồn và phát triển của loài tơ mu tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ông Nguyễn Danh Kỳ cho biết, hiện cây tơ mu khủng cực quý này được đơn vị lên phương án bảo vệ nghiêm ngặt, tránh kẻ xấu đột nhập vào vườn cưa trộm. Huyện chi nửa tỷ, chuyển gần 100 mét khối, gỗ lậu ra khỏi rừng. Lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa Quảng Bình thuê người vận chuyển 97 mét khối gỗ lậu ra khỏi rừng phòng hộ với chi phí khoảng 5 đến 6 triệu đồng trên khối. Liên tục trong những tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa phát hiện một số lượng lớn gỗ quý bị lâm tặc đốn hạ, cưa xẻ và chuẩn bị đưa ra khỏi rừng.
ở khu vực tiểu khu 19, xã Thanh Hóa. Qua kiểm đếm, có tất cả 429 bê gỗ, trong đó hầu hết là gỗ táu, thuộc nhóm 2. Mỗi bê có chiều dài trên 3 mét, chiều rộng khoảng 0,4 mét. Tổng khối lượng ước tính khoảng 97 mét khối. Khi các lực lượng chức năng phát hiện ra, thì các đối tượng phá rừng đã bỏ trốn. Ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Tuyên Hóa cho biết, nơi phát hiện số gỗ lậu trên, cách khu dân cư hơn 20 km đường bộ. Từ khu dân cư vào địa điểm khai thác, đi mất hơn một ngày mới tới nơi, địa hình vô cùng hiểm trở, nên rất khó khăn trong công tác quản lý. Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa nói, hiện số gỗ trên đang được chúng tôi thuê người dân đưa từ hiện trường về trạm kiểm lâm Khe Núng trên thượng nguồn sông Danh với chi phí từ 5 đến 6 triệu đồng trên khối. Để vận chuyển, người dân phải dùng phao để buộc vào các bê gỗ rồi thả trôi theo dòng suối xuống hạ nguồn. Được biết, với cách vận chuyển này, có thể sẽ mất khoảng một tháng mới đưa hết số gỗ lậu ra khỏi rừng. Sau khi được đưa về, gỗ sẽ được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách. Ông Tín cho biết thêm, liên quan đến sự việc này, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân đi huyện Tuyên Hóa, chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng bảo vệ hiện trường, thu hồi tang vật, đồng thời xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm, để xử lý theo quy định của pháp luật. Anh xem biệt thự của tôi, gỗ quý nào chẳng có. Đáng tiếc ở nước ta, thấy cái cây to trên phố, nhiều người nghĩ ngay đến giá trị tiền bạc. Rừng, tài nguyên thậm chí cát, sỏi, đều được quy thành tiền cho tiện bề đút túi. Giai đoạn kinh tế khủng hoảng, hơn 10 năm trước, giá nhà đất ế, rẻ, bạn tôi có mua lô đất, ở một quận khu đông thành phố, tính để xây nhà ở. Thỉnh thoảng có dịp đi ngang qua, anh ghé đứng nhòm lô đất vài phút, mường tượng về ngôi nhà có cái vườn nhỏ và cây xanh. Lần ghé cách nay hơn một năm, anh thấy lô đất bên cạnh đang xây biệt thự. Họ quay hàng rào lô đất của anh, làm xưởng gia công đồ mộc và làm nơi ở tạm cho công nhân. Rất nhiều khúc gỗ lớn bé, máy móc dụng cụ làm mộc, kê đầy khu đất diện tích hơn 150 m². Dường như thấy áy náy vì sử dụng lô đất của bạn tôi mà không hỏi ý kiến trước, chủ căn biệt thự chạy ra sởi lời, mời anh vào uống nước, dẫn tham quan căn nhà đang hoàn thiện, giới thiệu dàn đồ gỗ. Những bộ cửa gỗ gõ dày 5 phân, đôi độc bình chạm bằng gỗ cẩm lai, cao quá đầu người đường, kính hơn một người ôm, bếp giường tủ bàn ghế bằng gỗ tơ mu và nhiều mặt hàng khác, nguyên liệu gỗ đang thi công. Tất cả đều được gia công tại chỗ rồi đem vô lắp ráp. Hình như muốn lấy le với anh, chủ nhân ngôi biệt thự không quên hé lộ địa vị của mình là phó xếp kiểm lâm, ở một tỉnh miền Trung. Bạn tôi hỏi, anh làm đồ gỗ, như cái xưởng gia công tại đây, chắc gặp khó khăn thủ tục giấy tờ, thì được trả lời rằng, sếp công an ở đây với anh ta là chỗ quen biết, còn nguồn gỗ của anh ấy, muốn hóa đơn tới đâu thì có tới đó. Còn nói sau này bạn tôi xây nhà, cần đồ gỗ cứ bảo, kẻ ngoại đạo như bạn tôi khó cân đo đong đếm được nguồn gốc, giá trị, đường đi lối lại, tính hợp pháp của dàn đồ gỗ trong nhà này. Nhưng anh thừa hiểu, một người dân bình thường, muốn đào ra được những thớt gỗ quý, đem khoe cho thiên hạ lé mắt chơi, không phải chuyện đơn giản. Hồi ở nước ngoài mới về, vì nhớ bạn cũ nên anh siêng đi họp lớp. Một lần gặp mấy ông bạn khoe, quen ông này bà nọ, được mời tới nhà uống rượu ngâm nhung nai, cao hổ, rồi nhà thì treo ngà voi, sừng hươu, vân vân. Không kiềm chế được, bạn tôi phang, tụi bây đồ, trưởng giả học làm sang. Hay ho gì mà khoe, là gia đình mấy đời theo Phật, nhưng một hôm đi lễ ở ngôi chùa to, mới tậu đâu về cái bàn khủng. Bằng gỗ gõ nguyên thớt dài đến hơn chục mét, dày cỡ vài chục phân, trưng trong phòng họp, anh bái bai ngôi chùa đó luôn. Bạn tôi thường tâm sự, sức mạnh nội lực của một quốc gia, phần nào được phản chiếu qua độ che phủ của mảng xanh các công trình kiến trúc và tính đa dạng sinh học của những khu rừng. Đi du lịch hay công tác đến một nước lạ, khi máy bay sắp hạ cánh, anh rất thích quan sát những cánh rừng của địa phương anh đến. Khi xe vào thành phố, thì điều anh quan tâm đầu tiên là mật độ cây xanh che phủ thành phố đậm nhạt ra sao. Một đô thị được phủ bóng cây xanh cho thấy tiềm năng con người và tính nhân văn trong quy hoạch và phát triển. Ở Nhật Bản, chạy xe ra khỏi thành phố chưa đầy 10 cây số đã thấy nhà chức trách treo bảng cảnh báo lái xe đề phòng thú hoang chạy băng ngang đường. Còn Singapore được mệnh danh là đô thị trong công viên, đường xe chạy, người đi trên đầu luôn phủ dày một màu xanh.
không phải gỗ độc, mật gấu, ngà voi, thịt heo rừng, mà thiên nhiên mới chính là người mẹ, chở che đời sống con người, khỏi thiên tai và nhân tai, bảo đảm cân bằng sinh thái, và xã hội phát triển bền vững. Điều đáng tiếc là ở nước ta, thấy cái cây to trên phố, nhiều người nghĩ ngay đến giá trị tiền bạc, nếu đem bán chúng, rừng, tài nguyên thậm chí cát, sỏi, đều được quy thành tiền cho tiện bề đút túi. Mỗi năm hàng chục cơn bão, lũ tràn về gây chết chóc hàng trăm nhân mạng, biến cả ngàn nhà cửa, chục ngàn hecta mùa màng của nông dân thành bình địa. Một trong những nguyên nhân chính là có một số lâm tặc có giấy phép núp bóng dưới mỹ danh lực lượng kiểm lâm, lại được giao trọng trách bảo vệ rừng. Chỉ một bộ phận nhỏ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc cũng đủ làm công sức của toàn ngành thành công cốc, tài nguyên đất nước tiêu tùng. Chẳng mấy lâu nữa, mùa mưa bão sẽ tới, tài nguyên rừng vẫn từng ngày đang bị đốn hạ, như máu của những người tử tế đổ xuống. Những con voi tiếp tục chui qua lỗ kim, mang hàng ngàn khối gỗ khủng, nơi rừng xanh về phố hội. Việc một số tướng cộm cán ngành công an, bảo kê tội phạm, trong chính lĩnh vực họ được phân công quản lý, đã bị pháp luật sờ gáy. Ít nhiều phục hồi niềm tin trong dư luận xã hội, về kỷ cương phép nước. Liệu có những vụ án tương tự, trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bắt những con sâu bự lâm tặc, thời gian tới hay không? Việc đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như hồ sơ chứng cứ, quyết tâm chính trị, mong lắm thay một thanh bảo kiếm.